đây tới trung tâm làng anh. Xin chào. Nice. Đây là sữa chua. Mình mời bạn. Em mời. Rồi đây đây. Rồi xin mời ha. Bao nhiêu tiền? 10.000 không? Đó đỡ con đưa cho. Con mời bạn này đó. Dạ. À. Spanish. You? From Ho Chi Minh? À, Nha Trang. Okay. À. Ồ, dưới đây cũng rất là nhiều loại cá, loại ốc, loại tôm. Xin chào. Xin chào cả nhà, xin chào bà con. Đây là mú thiên nhiên nè. Ba con mú thiên nhiên nè. Dạ, ồ ghẻ lớn quá ha. Quay ơi. Dạ. 120 kg à. À đây là 120 1 kg. 120 1 kg thôi. Dạ. 1 kg là bao nhiêu con chị? Dạ có 4 con anh trai à. 4 con 120 1 kg. Ừ. Mùa này là ghẻ chắc không chị? Chắc bảo đảm luôn. Dạ. Đây là ghẻ chắc quá. Dạ. 120 1 kg. Cái này lên chợ cũng phải là 170 hả chị ha? Dạ. Dạ hai người lớn. Ủa nghề gì với nghề gì? Dạ người bán muối với lại người đánh đây đánh đây đây. Dạ. Bán muối với người bán dập. Ngờ bán muối rồi ngờ bán dạ. Dập. Dạ. Ông bán muối á. À bán muối. Bán dạ. Muối gần đây không? Dạ gần. Cái lý chén này. Hả? À. Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương có mặt ở Mũi Né đó bà con cô bác chị. Mũi Né là thuộc tỉnh Bình Thuận. Thì sáng nay Phương cũng quay sớm một cái làng chài. Thì giờ này thì tầm khoảng 6 giờ là làng chài cán vô rất là nhiều bà con cô bác chị. Bây giờ bà con khán giả đi với Phương ha. Mong rằng những video Phương đăng đó cũng nhiều khán giả yêu thương đăng ký kênh ủng hộ cho Phương ha. Bắt đầu Phương sẽ đi xuống cái làng chài phía bên này nè bà con có bán chị. Bây giờ bắt đầu là cái vô rồi. Những cái thúng mà người ta bắt máy đó chạy ta đi rất là nhiều nè. Ở đây khu vực này là mấy cái thúng này đi gần thôi bà con có bán chị. Đi lưới gần thôi. Bây giờ Phương sẽ đi xuống dưới này ha. Cái vị trí Phương đang đứng nè, đường này là đường Hình Thúc Kháng và con có bác chị. Ở đây là người ta bán hàng ăn sáng. Bán mì quảng nè. Chào bà, chào em gái. Bà bán dê u hả bà? Dạ, u bắp. Dạ, bắp hầm hả bà? Ủa bán cái son nhỏ như bà? Dạ. Cái này chắc bán mỗi buổi sáng chắc bán 5kg thôi hả bà? Không có, ký mấy à? Dạ. Ký dữ à? Ồ, bán ký rưỡi hả? Bán có nhiều cây đồ ăn, cây nhiều lắm. Dạ. Ở đây người ta bán đồ ăn nhiều hả bà ha? Rồi bà bán đấy. Bán cho con một hộp bà. Ủa đây là bắp gì mà nhỏ nhỉ? Bắp đó, bắp đó. Dạ. Bắp chọi á. Dạ. Bắp đó không à? Dạ. Chứ có bắp phục phục như ở ấy.
Dạ. Bán cho con một hộp đi. Mấy giờ bà bán rồi bà? Mấy giờ bà ra đây bán rồi? 5 giờ mấy nha. Dạ, 5 giờ mấy nha bà? 6 giờ mấy. Cái này mình mua khế được bỏ vô được con chợ. Bên đây là bán cho trà tắc. Rồi dạo này bán được không? Mùa này du lịch đông không? Không biết chị hay là hả? Năm nay mùa này du lịch nhiều không? Cũng ít lắm hả? Ít lắm, ít lắm. À, ít lắm. Chỉ có hè mới nhiều ha? Bây giờ hết hè. Dạ. Chỉ có hè thôi, nhờ hè thôi. Nhiêu hộp ba? 10.000 một hộp. 10.000 ở đây bánh xèo bánh căn là nhiều không? Dưới kia. Dưới kia hả? Cái này là trung tâm làng chưa? Đây là làng chài Mùi Né. Đây thuộc thôn xã nào bà? Đây là thôn xã nào bà? Dạ. Đây bà. Xong gửi tiền. Đây cái máy là giờ hết thẻ hồi qua đó, nó qua giờ đây. Đó, đó. Đó. Giờ này bắt đầu là kéo vô đúng không? Kéo vô rồi hả? À, cao điểm là mấy giờ? 7 giờ không? 7 rưỡi. À 7 rưỡi 8 giờ hả bà? Rồi con cảm ơn bà. Bà bán cái này mấy năm rồi bà? Bán lâu lắm, mấy năm, mấy năm rồi. Ồ, 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm thì cũng bao nhiêu đây hả bà? Có bán cháo nữa mà không có bán cháo. Dạ. Con chào bé. Dạ. Cháo là do mua bán kiếm thì ăn tét rồi phụ thêm. Dạ. Cái nấu chào bé nó già cả làm thì cố không quẹn năm thì có gì vậy. Dạ. Thấy mày bệnh lắm. Ở đây con cũng làm biển hả bà? Hả? Con cũng làm biển luôn hả bà? Có, ta đứa làm biển cái bà giờ nó nghỉ nó có làm không? Dạ. Đói nó đi làm hồ. Dạ, làm cả hồ. Cái vợ nó ở riêng. Dạ. Còn có con mình. Dạ. Làm chay đúng không? Dạ. Bà ơi, con gửi bà 40.000 để bà ăn gì vậy? Bà ăn nha bà. Dạ. Dạ, thôi con chào bà nha. Bên đây là một cái quán cà phê. Cà phê pha máy. Mấy này bắt đầu biển bán rồi đi về nè. Đi lưới đó, bà con có bán chị. Dạ chào chú. Chị sẽ thô chú. Chị đỡ không chú? Dạ. Không, chào chú nha chú. Cái bên này đó là mình lên một sớm nào chú? Đường biển của con về ra lên 17 của con luôn. Dạ. Đây chạy hết đường, mưa nó lỡ chạy hết đường. À. Vậy là hôm giờ là có mưa lớn hả chú? Mưa chạy nó hư đường. Dạ. Chạy đường. Dạ. Máy chạy đường xe lớn rồi. Dạ. Đường biển bình thường. Cái làng, cái xóm trong đó đông không chú? Bị sạt lở rồi hả chú ha? Ngay trường học là hết trường rồi. Dạ. Được, cố gắng.
Bữa nay biển có không anh? Cái này là mình đi lưới gì anh? Đây là thả lờ ha, lờ dây ha anh ha. Giờ bắt đầu đi anh. À, về rồi. Bữa nay có nhiều không anh? Bữa nay kiếm được 500 không? 200 mà. Mình đi từ mấy giờ anh? 11 giờ. Dạ, 11 giờ. Chủ yếu là mình bắt cua ghẹ thôi anh ha. Dạ. Không cắt rồi để gì thế nữa nè. Bây giờ dưới này là chuẩn bị là người ta lưới vô ha anh ha. Dưới này là cái gì anh? Ủa loại cá cá đục cá mỏi rồi ghẹ rồi đó. Cắt rồi nó có màu luôn kìa. Giờ này là giờ cao điểm là ké vô đúng không anh? Bên này cũng có một quán cà phê trong xóm này. Dạ chào cô. Cô bán sữa chua rau câu. Ủa chị, bữa nay ghi có nhiều không mà giờ không vậy? À giờ trăm thôi. Dạ chào cô. Bữa nay có nhiều không cô? Dạ. Ủa bây giờ ghe bắt đầu là vô hết rồi à, cô? Dạ. Không ha, còn dạ. Ghe là ở bãi sau. Dạ. Nhưng mà to. Là bãi sau. Cái bãi sau đi xe không cô? Đi xe sao? Dạ. Về hai. Cái này là trung tâm làng chưa cô? Cái này trung tâm làng chưa chị? Chưa. Đi bao xe mới tới trung tâm làng? Xin chào. Phương đứng đây là cái bàn tay kia xuống kia đi rất là mau luôn nè. Bữa nay cá nhiều không mấy chị? Cá nhiều không? Hả? Ủa, giờ vô hết rồi hả? Giờ xuống đây được. À. Còn người ta mua bé thao thao. Còn bao nhiêu mà ghẻ thì nhiều. À gì đó ha, ghẻ nhiều hả? Ừ, Phương đâu có mua ghẻ được đâu. Phương mới còn đi về Nha Trang nữa mà con có bán chị. Bây giờ Phương sẽ đi theo bàn tay ha. Bên đây là bán ốc nè. Bạn cũng xuống đây trải nghiệm ha. Này là ghẹ nè, cái mú nè. Cái
đánh đánh đánh. Ốc đá bao nhiêu một ký chị? 80. À 80 ngàn. Dạ. Ủa 80 là loại nào? À dạ, còn bên đây là 160 hả? Dạ. Cái đây là 50 ngàn chứ nhiêu, 80 ngàn nhiêu. Ở bên đây là ghẹ nè. Năm số ký gì này? Cô lấy mực trong này. Ốc lớn hơn 160 ha, lớn hơn. Ốc lớn này dễ này, muốn ăn này. À, dạ. Em đi quay phim mà. 5 ngàn. Ô. Con này giật này gì vậy? Dạ. Em đang đi quay phim. À, cái đây là 350. Bắt luộc giật luôn. Dạ. Dạ, tại vì em còn đi về nó đến Nha Trang lợn. Dạ. Ô xe em chở đồ rất là nhiều. Đó nè. Đó là bao nhiêu? 350 ngàn. Này là 350 ngàn. À, đây 100 ngàn. Bữa nay nhiều không chị? Bữa nay nhiều không? Bữa nay nhiều mới dĩa này. À dạ. Hôm đó cái đây các mẹ đẹp mấy đẹp cái dĩa. Dạ, ô nhiêu đây là bữa trước là 1.500.000. À bây giờ còn đó. 350. À 350. À vé rồi. Đây là 200 ngàn ký này. À. Giờ còn sao giờ còn 60 ký. Ồ bên đây mực nè. Đây là mực nè. Em. Dạ. Em đi về Nha Trang lượn xe lắm. Chào chị. Đây là ghẹ nè. Tùm hùm. Ở đây là toàn bộ là thiên nhiên hết đúng không chị? Ở đây là thiên nhiên hết nè. Cái này mực như cỡ này là bao nhiêu? Hả? Cái đó 230. À 230, còn đây? 220. À. 170. À 170. Dạ em quay đó em quảng cáo cho chị. Cho mọi người biết đến làng chài Mũi Né mua. Bên này là ốc nè. Tôm tít. Sò. Rồi bạn này cũng quay phim ha. You and me only tourists. Bên đây ghẹ, ốc hương. Chị, cái này nó nhỏ quá thì mình về mình à cái đây là mình về mình bán mồi tôm hùm đúng không chị? Nhỏ quá tôm hùm. Ồ bên này là mà chị cũng đang đang lựa là ghẹ nè. Có chị rồi lượn à. Cái lò ghẹ nhỏ xíu à. Chào cô. À cái mình đâu cô? Cái mình đâu là lấy càng không cô? À cái này bỏ rồi. Dạ. Chủ yếu là lấy càng thôi ha cô ha. Vậy càng là mình về mình làm cái món gì cô? Càng về hết ăn. Dạ. Còn cái mình thì bỏ rồi. Ai muốn ăn mình thì đó. Dạ, con này là con tôm núm à cô ha. Phương Hay kêu con khai chùa.
đây là ghẹ dễ đúng không chị? Dạ. Đây là ghẹ dễ đúng không? Ghẹ dễ tiền ha. Ở ghẹ đây nè, đây lộn xộn á. Lộn xộn đúng không? Ghẹ dễ tiền. Dễ là lưới dễ đó. À lưới dễ ha. À, lưới dễ đó. Người ta đi vô. À, cái này cái lưới nào mà mình bắt lưới được? Dập, lưới dập. À lưới dập. Lưới dập. À lưới dập. Nói lưới dập hồi giờ Phương cũng chưa biết cái lưới dập là lưới dập là sao? Lưới dập xếp mà dập người ta đánh xong á. À đánh xong. Ở đây kia bằng 12 cứ ngục á. À 12 cứ ngục là sao mà 12 cứ ngục? Là sao em không hiểu? Là không nên lỡ giải thích rồi, giải thích làm sao đi cho khán giả mình biết đi. À cái này là cái gì đây mà lên tương đương. À mình hay đi đi du lịch rồi mình hay quay phim rồi đăng lên YouTube rồi đó. Ủa làm sao chị? Mà sao mà kêu bằng 12 cái ngục là sao em rành? Là cái vỏ đó ở đây ở dưới miền Tây á, ở Sài Gòn đó là người ta kêu 12 cái ngục. Dạ. Còn ở đây là kêu mà cái dập xếp. À dập xếp. Đây là kêu mà cái dập xếp, dập mà nó dài. À. Cái anh đây đi đây đó, Hải Dương anh kia cầm hả? À đúng rồi. À ở mình kêu bằng cái lờ dài. Cái lờ. Cái dập à lờ dây. À lờ dây. Đúng rồi, lờ dây. Ở về phương mấy cái vùng mà biển nó nhỏ nhỏ đó kêu bằng cái lờ dây. Là Phương đi lên phía này ha. Ồ, dưới đây cũng rất là nhiều loại cá, loại ốc, loại tôm. Xin chào cả nhà, xin chào bà con. Đây là mú thiên nhiên nè, ba con mú thiên nhiên nè. Ngay chỗ này là mấy giờ tan chị? Mấy giờ? À, này là cũng như là cái chợ ha, sát chợ sát mấy biển luôn á. Chợ hải sản bán tại chỗ luôn. Bên này chị đây đi đang lựa gì ta? Sò con gì nhỏ xíu rồi cũng mắc hết ha. À mấy cái này kho ngon lắm mà chị ha. Dạ cái kho tiêu ngon lắm nè. Cái ông căng đồ nè cũng đủ thứ ké hả chị ha. Dạ đúng rồi, em quay lên lên đăng lên YouTube đó, kênh Nha Trang Biển Xanh á. Là chiều hôm mai là thấy chị trên toàn thế giới luôn nha, thấy bà con làng mình đó. Cái này là cá lộn xộn là giờ ngồi lửa. Ủa chị, cái này nó nhỏ quá, mình giờ mình làm món gì chị? Ghẹ này nè. Chả. Hả? Chả. À không. Không ghẹ nè. À là mồi. À đây là mồi. Ủa là mồi mà cũng phải lửa nữa hả? Chứ không phải mình. À là mồi. Anh này mới lên nữa nè. Bên này là lựa xong rồi hả chị? Lựa xong rồi. Ông gì anh Nha Trang? Dạ em còn đi nữa, đi xe lắm, em đâu có mua đâu, em ở tận Nha Trang lận. Quay ơi. Dạ, ô ghẹ lớn quá ha. Quay ơi. Dạ. 120 kg à? À đây là 120 kg. 120 kg thổ. Dạ. Thổ. Dạ. 1 kg là bao nhiêu con cho chị? À, 4 con 120 kg. Ừ. Mùa này là ghẹ chắc không chị? Chắc, bảo đảm luôn. Dạ. Mùa này là ghẹ chắc đó. Dạ.
120 một ký. Cái này lên chợ cũng phải là 170 á hả chị ha? Dạ. Dạ. Thôi em cũng nhắm nhắm rồi. Ốc gì cầu lại hả? Bên này là ốc. Cái này bao nhiêu một ký chị? Dạ. Trong bữa là nay là của nhà mình luôn á. Dạ. Dạ. Chồng em giỏi, chồng em đi có hai người. Dạ, hai người lớn. Ủa nghề gì với nghề gì? Dạ, người bán muối với lại người đánh đây. Dạ. Bán muối người bán dập. Ngờ bán muối rồi ngờ bán dạ. Dập. Dạ. Ông bán muối á. À bán muối. Bán dạ. Muối gần đây không? Dạ gần. Đi chén ấy. Hả? Đi chén. À. Hai ngờ luôn. Dạ. Hai người giỏi luôn hả? À. Ủa? Anh mua từ 3 ký lấy một chỗ anh đóng luôn đi. Không, tự vì xe em chở đồ nhiều quá. Chở mấy thùng rồi, chở một thùng rồi. Chị nói bán muối, tưởng nó bán muối ở dưới chợ, tưởng nó bán muối ăn. Bán muối là đi mãi mãi không về đó hả? Dạ. Dạ. Ủa cái thai này không phải cái lớn mà sao anh? Thôi em chào chị, chúc chị may mắn nha. Dạ. Ủa toàn bộ cái ghế ghị đỏ đỏ này đó chị à, là cái ghị đó đó là mình chăm mình mua về chăm cho tôm hùm được không hả chị? Dạ. Mình làm cho tôm hùm ăn ngon không cái ghị? À mình này ghị đỏ này. Bên này chị có bán mực nữa nè, mực ghẹ. Cho Phương hỏi cái ghẹ đỏ đỏ này chế biến cái gì đó ha. Ừ, cái này là dạt ra rồi. Bên ở trời bên mực giang. Đây là dạt ra rồi nè. Đây là chỉ kho tiêu thôi. Ké lung tung nè. Ồ, ở đây ghẹ đỏ rất là nhiều ha. Ghẹ màu cái này nè. Rồi lựa ra. Cái phía bên đây là bỏ luôn á chị. Cái này là bỏ luôn á à, cái này nè là bỏ luôn á hả? Lựa ra bỏ luôn ha. Hay là lựa lại một lần nữa. À còn lựa lại một lần nữa. Cũng tùm lum ha. Bên này là người ta bỏ ra rồi. Ở đây toàn là hải sản tự nhiên đó bà con có bán chị. Bên này là tôm. Ốc. Mực. Bên này là chị này mua rồi, đã đóng thùng rồi nè. Dạ. Xuống đây là mua lựa, mua rồi đóng thùng. Đi các tỉnh. Ồ bên đây dạt ra gì nhiều quá vậy. Ồ bên đây dạt quá ha. Cái này là toàn bộ là ghi của mình mua đó hả? Ghi mình ghi nhà mình. À thì mình vô hết vô đây rồi bắt đầu dạt ra nhiêu đây nè. Ồ gì dạt ra hết nửa rồi hả? Bữa nay ghi nhà mình nhiều không anh? Về nhiều không? Bữa nay ghi nhà mình nhiều không? Dạ.
cũng được 2 triệu chứ. Có không anh? Ở đây là mấy giờ là bắt đầu ghi mấy cái thúng này đi anh? Thường thường là mấy chiều là mấy giờ đi? Dạ. Đây là khoảng 5 giờ ha. Từ đây mình chạy ra ngoài chỗ mà mình đánh bắt nó khoảng 2 tiếng đồng hồ không anh? Xe lắm hả? Vậy là anh cũng đi bằng cái thúng này hả anh? À, đi bằng thúng luôn. Cái này lưỡi gần xong rồi nè. Rồi bên đây cũng xong rồi. Chào anh trai, xong rồi hả? Rồi cái mình bỏ là lấy càng thôi. Còn cung núm là lấy cái càng thôi. Như mình lấy càng gì đó mình bán bao nhiêu một ký anh? Bao nhiêu một ký? 50. À 50. Chỉ về mình luộc thôi rồi mình còn làm cái món nào nữa không? Như rim me đồ có được không? À. Mình là mình mua lại hay là mình ghi của mình? Ghi của anh. À ghi của ông anh. Bên đây lửa rồi. Mấy cái này là chỉ kho tiêu ăn ngon nè. Ồ bên này mực. Wow, bò kìa. Như cái này nhỏ quá thì về mình nấu cái món gì chị? Dạ. À cho tôm. Ô nó bò ra ngồi nè. Đây mực phủ nè. Rồi tôm, rồi cá tung lung tung đó. Một con mú nữa nè. Bên này là cũng vậy lộn xộn. Này xong rồi loại nào ra loại nấy rồi nè. Rồi chào cô. Chào chị. Cái này dạt này lúc sau là mình lấy cái càng. Ô cái con này nó bò ra nè chị. Ô bò nhiều vậy? Con này ăn được không? Không, không xương à. À xương không à. Thì con này kia bằng con gì chị? À. Con này xương không? Ô cũng cái nhỏ nhỏ cũng nhiều ha hay ha. Cái con ghẹ đây mình chế biến cái món gì chị? Ghẹ hả? Dạ. Chế biến gì được sen me lại giam đồ đó. À. Làm luộc ăn được. À. Còn nhỏ quá thì mình cho làm mồi. À, mồi tôm hùm. Xay một ống riêu. À, ống riêu. Có ốc nữa nè, tùm lum nè. À, còn cái con gì mà có gai gai vậy? Chị bỏ đi rồi nè, con này nè. À. Ủa nhưng sao cái màu nó gì vậy? Ủa sao mình còn sống sao mình không thả lại dưới biển chị? Thả nó cũng vậy. Hả? Thả nó cũng vậy à. Nhưng này ăn được không? Không. À nhưng được thôi. Ô. Ờ nó cắn. Rất là nhiều lười ốc ha. Trước là mình lựa ghẹ trước hả chị ha. Rồi bắt đầu mình lựa ốc sau. Ốc nào? Ốc mùi hồn bỏ. Ốc không có ruột. À, ủa, à ốc không ruột. À, à nó bò ra rồi. Lông lông, cái tao á lông. 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 Cái tao á lông.
Rồi bây giờ trên này bắt đầu đi. Ô nó bò đây nè, nó bò đây. Bên này là chị này lừa xong rồi, có một mình thôi, không ai phụ á. Dạ có một mình thôi, chỉ còn một mình ta thôi. Dạ không, em đi về đó, thành ra cũng đi xe đó chị. Cái này là cho mồi ha, đây là mồi tôm hùm nè, còn cái này là bán được ở chợ nè. Còn cái này sử dụng được không chị, cái này được không? À cái heo. À, bên này là cái heo. Đây là chị mua lại hay là ghi nhà mình chị? À ở nhà chị đi vô nè. Là 3 thau ghẹ, 1 thau mực. Rồi bên đây nữa. Vậy là bữa nay đạt không chị? Ít. Hình như hết đây là mình được 2 triệu không? Không tới ha. Ghẹ đây hình như là hồi nãy là em hỏi là như 120 một ký hả chị hả? Dạ. Dạ. Thôi em chào chị nha. Bên này có khách du lịch xuống bắt đầu mua nè bà con, có bán chị. Bên này là tôm hùm. Ở đây là mua là người ta đóng thùng xốp giùm cho mình luôn ha. Thôi vậy ăn cái 200 nghìn, thôi vậy ăn sao em? Dạ em còn đi về Nha Trang mà. Bây giờ luộc luộc bả hộp. Không em về. Về em về liền. Dạ rồi. Em cũng ít ăn ghẹ đó. Em cũng ít ăn hải sản. 200 nghìn hết thao. Ồ 200 nghìn hết thao luôn. À. Dạ. Dạ. Dạ tự vì em phải đi về xa quá ghẹ. Em cũng ít ăn. Dạ. Thùng xốp đi bao thùng cho. Dạ. Thôi được rồi chị. Dạ cảm ơn chị. Xuống làng chài Mũi Né mua ủng hộ chị nha. 200 ngàn thôi vậy. Dạ. Đây một loại ghẹ hả chị hả? Ủa bên kia là con cơm nấm hả? Ừ. Ủa cơm nấm. 200 ngàn thao ghẹ ơi. Ơi. Đây nè. 200 ngàn thao à. Đây 200 ngàn một ký nè, người ta đóng thùng cho mình nè, mua ủng hộ. Đóng thùng rồi. Đóng thùng là 600 ngàn thao này. À, bên đây là sò ốc, chị này là bán sò ốc nè. Ở đây toàn là thiên nhiên không á bà con cô bác chị. Rồi quảng cáo cho chị nha. Mấy giờ chị bán ở đây rồi? 5 giờ là chị bán rồi. Dạ. Quay phim, đi. Chào, chào em trai. Mình làm ăn điều này sẽ bắt lên đồ. Đúng rồi, nó giỡn mà. Giỡn mà. Cái đây là toàn bộ là mình mua tất cả là ở lại. À, vậy là chị là mình mua hàng lớn rồi mình bán cái cây.
À, coi như là chị bán cái đây mà xuống nhà hàng à. Tiền không hả chị hả? Ở nhà hàng nó còn xuống dưới đây là nó à, đúng rồi. Này toàn bộ là thiên nhiên không ạ? À? Như con mú này nè. Như con mú này là mà bao nhiêu một ký chị? Đó là 230 à. Còn tôm thì 850. À. Rồi cái gì nữa chị nói vé luôn đi. Tôm tích thì 250 ký. Rồi. À. Còn một đây 220, một đây 230, một đây 170. Rồi dạo này bán được không? Ơi lắm. Ơi lắm hả? Chỉ nhờ, nhờ mùa du lịch rồi đúng không? Mùa hè anh. À. Ơi lắm. Chắc bữa này miếng tới lắm. Ngày bữa mở ở bên kênh bình thường chịu nhã đúng, đúng rồi cho mọi người thấy mua ổ của mình chứ cái chỗ người ủng hộ cho mình đúng rồi chị. Vậy là cái chỗ đây chị tên gì? Vân. À chị Vân ha, xuống làng trời mua né mua ủng hộ chị Vân nè. À vậy là chị bán đây là mày chị bán mấy giờ là chị nghỉ? À dọn trong cái trại đó. À coi như là mình vô đó rồi khách xuống đây là coi như là luộc tại chỗ cho khách luôn. À chứ không chị không có bán ở chợ. Dạ. Mọi người đã từng đến đây du lịch thì hay ăn hải sản thì chắc nhớ đến chị Vân. Ở đây đồ chất lượng cao hải sản đi sống. À, chị Vân ơi, em cũng hay đi nhiều nơi đó thì em cũng tới đây gặp chị. Chị bán hải sản, bán tại làng chài tại vị trí này. Rồi chiều là chị bán trong trại. À vô trong trại. Thì sẵn đây thì chị có thể là chị nói nhiều khán giả đó đến mùa né này đặt hàng chị gọi điện cho tôi. Chị thích cái món gì đó rồi hỏi giá cả rồi chị làm cho người ta trước. Được không? Được. Rồi chị đọc từ từ giùm em ha. À. Rồi. Sao em? Thì bây giờ chị đọc cái số điện thoại và cái chỗ chị bán là cái trại của chị là có tên gì không? Bây giờ em đi vô trong đó có trại vô có số điện thoại ở trong đó luôn. Dạ. Chị không có nhớ số thằng em chị tại vì nó xí phèn là cái đó là Zalo luôn. À. Ừ. Người ta gọi trực tiếp cho chị đó. Trực tiếp là Zalo luôn. À Zalo hả? Bây giờ vô hàng trong có hàng trong đủ món trong đó em bay có đủ đầy đủ có sao đâu. À. Có em chị giúp đó đi em. À. Có cái hàng có hàng thông hồng thì có đó. Đó. Chút rồi mấy chút có. Tên gì tên gì vô hỏi tên. Tuấn. À Tuấn ha. Ừ. Rồi một chút nữa em sẽ vô. Ra đây thì gặp chị, nhiều như cẩn thì gặp em dạ. Chị. Chạy cho bé này cả ngày cứ đêm 7 đến giờ chị mới giờ dạ. Chị nó ở lại đây không có giờ. Dạ. Ừ. Đó. Lúc nào cũng em nói nhiều khi em gọi đó nhiều khán giả đó đến mùi né này nè. Rồi điện thoại trực tiếp rồi người ta đi chơi đó. Điện rồi chị làm sẵn cho người ta luôn. Ừ. Rồi người ta cũng hỏi giá cả đó chị. Chỉ là mình điện tới Zalo là người ta thích cái gì dạ. Là mình làm cái đấy. Dạ. Đem xuống tại xuống khách sạn cho ta ăn luôn. Dạ. Ở đây chị biết cũng quen nhiều lắm. Dạ. Ở đây chị biết 7-6 năm đây là khách quen nhiều lắm hồi đó. Dạ. 4-5 năm trước mình còn bán thiếu. Dạ. 2-3 năm nay là không có thiếu nữa. Dạ. Tại trên đấy bên người ta nói là thiếu là bán thiếu hết. Còn ở đây là bán đủ là đủ hết. Dạ. Khi mấy người ngoài biển ta bán ở trong mình sống đồ đó là bán chốt. Còn đây là bán hàng tươi sống là không có sợ. Dạ. Ở nhiều con tâm hồng đó nhưng tôi có con chết con sống. Dạ. Để con tâm sống thì ăn thì được nhiều khách nó ăn yeah. Dễ. Dạ. Nó phải mua nhầm con tâm chết hay là con dễ ớt. Bây giờ nó xong lại biết cái mình cuối. Dạ. Tại mình ăn dễ mình không có biết. Dạ. Đúng không? Chứ đừng nói mà ở đây người ta biết đồ thuốc cái đó là tại do mình mua. Dạ. Đúng không? Tỷ tâm sống thì 800 mình ăn cái mình mua chứ mình mua 3 con 500 thì cái đó là hên xui. Dạ. Đó là tâm chết hên xui dạ. Con ngon con dở. Dạ. Chứ mình đâu có nói người ta được mình nói sao lại ở đây biết đồ thuốc mà không biết đồ ngon. Tại dạ. Cái đó là do mình mua. Dạ. Đúng không? Dạ. Cái đó là một phần của mình tại vì mình mới đi chơi nên mình không có biết mình chỉ là ham dĩa thôi mình đâu có biết cái nào ngon cái nào dở. Dạ. Còn mình bán đây thương thì mình biết cái này ngon cái này cái kia ngon. Dạ. Như vậy 200 một thao không có con chắc con ớt con chốt con sắt dạ. Đó như vậy thì mình bán 200 một ký thì 10 con chắc lắm 10 con không có con nào ớt cho mình dạ. Ta bao mình ăn là ớt ta đổi lại dạ. Đó ớt là đổi lại ừ. Dạ. Nhiều người đăng nói là sao là biết tôm hùm sống sao là biết tôm hùm chết sao là biết cái này cái kia đó là do phần một lẩu là của mình mua dạ. Mình không có biết mình ham chỉ mình tưởng là cái đó là chỉ rất là ngon có dạ. Dạ.
chị cũng nói thiệt tình, chị cũng bữa đây chị cũng nói thiệt luôn. Chị bán cái này là bao nhiêu năm rồi chị? Chị bán này 7 năm rồi đó. 7-8 năm rồi. Hồi đó là chị ngồi cái tấm vũ đây này. Dạ. Rồi bây giờ nó làm cái đây, bắt đầu nó mới đưa mình lên đây còn. Dạ. Vì thứ 6, 7, cái nhật là chị ngày thường 3 hết bắt lại thì chị ra đây chị ngồi. Dạ. Thứ 3 tiếng nữa, nước lớn chị ngồi trong kia. Dạ. Chị không có ra đây ngồi, nước lớn nó lừa. Dạ. Coi như là trong tháng là bán suốt hết một tháng luôn. Một tháng là bán một tháng à? Dạ. Mệt thì thay ca người. Dạ. Mệt là nghỉ thôi. Ừ. Dạ. Không có nghỉ. Không có ngày rằm ngày gì đó hả chị ha? Ừ. Dạ. Có mua gì không em? À, chị có khách rồi. Không có sao em, có nhiều người nói là sao là mua tôm hùm chết vậy ăn không? Dạ. Tôm hùm chết ăn thì đó là do mình mua một lẩu của mình. Dạ. Tại vì mình ham chị đó em hả? Dạ. Bán mực em mà. Rồi có khách tới mua rồi nè. Quay được TV không? Dạ. Quay được TV không? Lên YouTube á, lên kênh Nha Trang Biển Xanh á. Kênh Nha Trang Biển Xanh. Anh Nha Trang Biển Xanh. Anh mua đá là ở đây Nha Trang. Em ủa ở đường nào? Gặp Đồng Hương rồi. Nãy giờ quay ở Cam Lâm hả? À đây là Cam Lâm. Rồi. Dạ dạ rồi rồi ok. Lên, dạ lên thế giới luôn à, lên thế giới. Dạ ủa cô bán có hai con ké đó hả? À, bán có 30 nghìn. Dạ. Dạ cái này là cái ốp đúng không cô? Cái ốp gì, cái giấy ngon ghê lắm. À, cái này chỉ là mình xẻ mình sát muối ốp đúng không cô? Dạ con đâu, dạ con đâu con đâu có biết làm gì đâu. Ủa cô sao không lên mình đi vòng vòng cho cái sớm bán cô? Em có mấy con mà. Dạ. Sao mà bán trên đó được? Bây giờ đây coi ta bán ta mua ta ăn được có số nhiều bên chợ bán. Dạ. Bán con hai con mà lên dạ. Chợ đóng tiền máy, tiền thế tiền máy nữa em mà. Có hai mấy con đó anh đi vòng chị cô đi vòng vòng cái con đường này là bán hết gì đâu. Người ta trên đó ta mua số nhiều. Dạ. Có số nhiều quá thì người ta lên dạ. Chợ ta bán. Dạ. Còn cái này kệ nó có sớm bán gì cho ta ăn. Dạ. Cái đó bao nhiêu tiền cô? 30 à. 30 ngàn. Còn anh này chào anh. Là mướn cho người ta đấy. À là mướn hả? Thôi bây giờ em mua ké em tặng cho anh nha. Rồi. Đây bao nhiêu tiền cô? 30 ngàn. Anh đi làm mướn ở đây. Rồi bữa nay làm mướn có không? Chưa có. Khách quá. Dân này ông này cũng làm mướn anh dắt thùng rồi lên. À dạ. Rồi sáng thì được bao nhiêu rồi? Chưa có thùng nào hết. Chưa có đồng nào hết hả? Chưa có đồng nào. À dạ, chưa có đồng nào. Cô ơi, thôi bây giờ con mua cái đó 30 ngàn đúng không cô? À, đúng. Con mua hết nha. Rồi cô đưa giùm cái cho cái anh này đi. Anh này cũng đi làm thôi làm mướn đó. Giờ anh nấu anh ăn. Đây nấu nha. Đây. Thì nấu cho nước trà. Đây cô. À, muối sương đi. À muối sương nó ngon hơn. À muối sương ớt một ngọt. Dạ. Đây cô, con gửi cô là rồi con mua ha, con mua rồi. Anh này cũng làm thuê thôi. Ông hộ cái chợ chú. Dạ không cô chú ơi. Rồi gửi anh ăn cơm trưa nè. Anh là quê ở đây luôn hả? Dạ. Quê ở Quảng Bình đi vô đây. À. Năm dạ. Vô đây lâu chưa anh? Vô 3-4 năm rồi mà chị cô nhỉ? Dạ. Dạ ở phòng trọ. Dạ, phòng trọ. Thôi anh đi làm đi. À, ha. Rồi. Thôi chúc anh may mắn nha. Rồi rồi. Làm với nha. Rồi rồi thì anh đi ơi. Để về muối sư. Dạ. Em đi xe lắm, em đi xe lắm. Em còn về Nha Trang nữa. Rồi bên đây là em này mua rồi. Thế cái này bao nhiêu tiền? Cái này là bao nhiêu tiền? Cái này mua là 5 kg. À 5 kg. 5 kg tròn. À 5 kg. 5 kg tròn như 5 kg. À 1 kg 40. 2 kg 7 rồi 2 kg giữa là 5 kg 2. Thôi chào hai em nha. Rồi xin chào. Rồi bên đây là lựa xong rồi. Giờ lựa lại một lần nữa. Phương đến cái trại rồi nhưng mà không có ai hết. Đây nè. Đây là mình nấu làm sẵn cho mình luôn. Chào con tên là Tuấn hả? Dạ. À cái cô ngồi kia là cái gì của con? Dạ mợ con. À mợ con.
Thì hồi nãy mợ có nói đó, mợ Văn có nói đó. Thì không có nhớ số điện thoại. Giờ con nói cái số điện thoại của cái trại của cô Văn. Lại quên nữa hả? Đây đây đây. À, đọc đi con, đọc đi, dạ, đọc đi con. 0342. Đọc từ từ lại, đọc từ từ lại cho khán giả chú biết. Dạ, 0342 267. Rồi. 726. Rồi. Rồi có còn hải sản gì đó là cô liên hệ với cô Văn ha. Chỗ này là cái trại của cô Văn nè, đúng không con? Dạ đúng. Rồi thôi chào con nha. Giờ công việc xong hết rồi chị ha. Dạ, thôi chào mấy chị nha. Ủa lên đây lửa luôn hả? Không ngồi dưới kia lửa, lên đây lửa luôn. Thôi chào mấy chị nha. Ủa? À bên này thấy có gói này. Ủa gói cái này là sao em? Hả? Ốc hương mình gói gì sao mà con ốc hương nó ăn được? Nó, à, coi như là bỏ gì bỏ lưới gì sao mà nó à ốc hương là đưa cái giò vô à à vậy đó ha. À lần đầu tiên Phương thấy người ta làm mồi cho ốc hương nè, cái vải mùng bọc lại như thế này. Thôi chào em gái nha. Bây giờ là 7 giờ bà con có bán chị. Cô ơi cho con một hộp cho, gửi cho chú này đi. Có chú xe này. Chú chạy xe thù luôn hả chú? Chạy đỡ không chú? Mua ủng hộ cô, mua thêm cho cô. Đây con mời. Đây con mời, mời chú. Dạ. Dạ. Rồi sáng giờ chạy được cuốc nào cho chú? Cuốc. Dạ, cuốc được nhiêu chú? 10.000. 10.000. Đây. Con gửi bây giờ Phương không còn có tiền lẻ. Thôi bây giờ như thế sao ta? Con gửi cô ơi cho con tiền cho con đổi 100 đi cô. Con gửi chú là ăn cơm trưa đi. Cảm ơn con nhiều. Dạ, không sao chú. Để chú ăn cơm trưa. Dạ, cả rồi. Dạ. Đây cho con mượn trước đi thì tính sau. Tờ cho con mượn 10.000 nữa đi cô. 10.000 đi. Rồi được có 100 không? Rồi đây ha cô ha. Phương đi, Phương cũng không chuẩn bị tiền gửi mấy cô chú xe thôi. Chú ơi, dạ. Con gửi chú ăn cơm trưa nha, cô ít lòng nhiều nha chú. Dạ chú sẽ xe ôm. Rồi chú hồi sáng giờ chạy ra được cuốc nào chưa chú? Dài cuốc à? Dạ, à dài cuốc hả? Vậy là đỡ hơn chú này rồi. Dạ. Dạ. Chú ở đây không à? Dạ. À, chú chạy gần gần thôi. Chú ở đây à? Dạ. Ông ở ông đảo mà. Ở đâu chú? Ở đâu biết ơi. Chú ở đâu? Ở khu 10. Khu 10. Dạ. Dạ. À đi sớm dưới kia. Dạ. Đây con gọi chú ăn cơm trưa nha chú. Thôi con chào các chú nha. Chúc chú may mắn nha. Bây giờ Phương sẽ đi một đoạn nữa. Dạ con đi xe máy. Rồi chị cũng xong rồi ha. Chào chị. Ủa sao giờ này mới xuống dữ vậy? Giờ này mới đi hả? Giờ này mới đi biển. À coi như là ảnh vô chậm ha. Tiếp tục Phương đi trên con đường Huỳnh Thục Kháng, Bụi Né, tỉnh Bình Thuận đó bà con cô bác chị. Mong rằng những video Phương đăng đó cũng nhiều khán giả yêu thương ủng hộ, xem ủng hộ cho Phương ha. Mong rằng những video Phương đăng đó Phương đi cũng nhiều tỉnh đó bà con cô bác chị.
luôn yêu Phương, xem ủng hộ cho Phương những chặng đường Phương đi. Và con có bán chị ở đây có phở Bắc nè, bên này là bán hải sản, bên này là chảo lòng bánh hỏi. Tới một cái chỗ là cô bán bánh mì, hamburger, bán cà phê. Phương mua một ly cà phê. Cô ơi, sáng giờ Phương cũng chưa uống cà phê. Cô ơi, bán cho con một ly cà phê à? Phương tới điểm này rồi, video này cũng khá dài mà con có bán chị. Mong rằng những video Phương đăng đó cũng nhiều khán giả yêu thương đăng ký kênh ủng hộ cho Phương ha. Đến đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.